Trên biển giờ là quánh bắt được khoảng cả 8 tấn á, cá chan. Chứ đi em có lẽ cũng nói chung còn kiếm sống được. Giờ dân cá sờ tụi nghỉ tới 3 tháng. Từ tháng 8 nghỉ tới tháng 11 giờ âm lịch giờ rồi tụi tôi mới đi lại. Mấy chuyến biển cuối năm này thì cũng đủ về sắm Tết vui vẻ. Về năm trước nó không dịch thì cá nó có giá thì em làm nó cũng có tiền. Ở đây thì dịch bệnh giá cá nó hạ lắm. Cá nó giảm bớt 10 giá luôn đó. Mong dịch trên biển cuối năm như thế này đều được gặp được nhiều cá và có tiền về ăn Tết với vợ con, vui Tết trong gia đình.